Nếu như mua một cặp loa để hát karaoke trong gia đình thì các bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, nào là những dòng loa nằm, nào là những dòng loa đứng, nào là những dòng array, vân vân. Nhưng các bạn thấy chúng ta có thể tập trung vào những thương hiệu đến từ Mỹ, những thương hiệu đến từ Nhật, những thương hiệu đến từ châu Âu. Những người thích bass 25 cũng có, những người thích bass 30 cũng có, những người thích bass 40 cũng có. Như vậy các bạn thấy sự lựa chọn là rất phong phú và đa dạng. Ở chương trình này thì tôi sẽ tiếp thị các bạn một trong những dòng loa rất nổi tiếng bass 40 của Anh Quốc để các bạn có thêm sự lựa chọn. Vậy cụ thể như thế nào? Xin mời các bạn cùng dõi theo. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Những bạn có Facebook nhớ dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio nhớ gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, nói về dòng loa Anh Quốc thì có vô vàn sự lựa chọn, những dòng loa Tannoy kể cả nghe nhạc cho đến những dòng karaoke, rồi những dòng loa BVK, những dòng sân khấu biểu diễn sự kiện hội trường, rồi những dòng Godfather. Thì các bạn thấy Godfather cũng là một trong những thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Anh Quốc, có lẽ thương hiệu Godfather đã phủ sóng trên toàn cầu. Các bạn thấy là Godfather thì cũng sản xuất những dòng loa nằm, những dòng loa full để hát karaoke, những dòng biểu diễn sự kiện sân khấu ngoài trời, rồi những dòng âm thanh phát biểu ở hội trường, đặc biệt là những dòng loa nghe nhạc của Godfather cũng rất nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta. Nhưng có lẽ nổi tiếng hơn cả là những dòng karaoke của Godfather, bởi vì đây chính là thế mạnh của hãng. Các bạn biết là Godfather thì có rất nhiều những model khác nhau và những cái phân khúc khác nhau dành cho những người thích sự hầm hố này, có những người lại thích những cái dòng loa với sự tinh tế, gọn gàng và nó xinh xắn này. Nhưng tất cả đều tập trung vào mặt chất lượng của âm thanh. Các bạn đang nhìn thấy trước mắt đó là những cặp loa Godfather Bass 40 có model là 15X. Các bạn thân mến, ở trên thị trường hiện nay thì những dòng Godfather ở dòng loa full này nó có những model 12 này, 13 này, 15 này, rồi 15X này, vân vân. Thì đó là những cái model rất là phổ biến. Nhiều phòng karaoke đã sử dụng những cặp loa này để kinh doanh kiếm tiền, hay rất nhiều người đã sử dụng nó để sử dụng vào những việc tổ chức những cái show mini, hay là ở trong các hội trường của các cơ quan, vân vân. Đặc biệt là trong gia đình, nếu như chúng ta sở hữu được một trong những cặp loa như thế này thì có lẽ đó là cái niềm tự hào của những người chơi karaoke. Các bạn thân mến, đây là những cặp loa bãi Godfather 15X. Đây là những cặp 15X. Đẹp chỉ thiếu thùng xốp thôi. Các bạn nhìn thấy có lẽ cái tình trạng của nó đã nói lên tất cả rồi. Tôi chưa lau qua đâu, nhưng các bạn đã thấy cái tình trạng nguyên bụi bặm, nhưng nó đã đẹp đến mức độ như thế này rồi. Và các bạn nhìn thấy cách thiết kế nó khá là khác biệt. Nếu như những dòng loa thông thường thì người ta chỉ thiết kế hơi vát một chút thôi, nhưng thằng này nó thiết kế vát bên sườn này và đằng sau nó thành hình tam giác như thế này. Thì các bạn thấy cái cách thiết kế như thế này đã nói lên cái sự tính toán trong cái ma trận lồng thùng của nó, đó là ép cái tiếng bát về phía trước đều. Chính vì vậy đó là sự xuất hiện của hai cái lỗ thông hơi trực diện này. Và các bạn thấy đây là một cái lý do mà những người chơi những dòng 15X này thì cảm thấy tiếng bát nó quánh rất là dữ dội. Một là cái bát 40, thứ hai nữa là hai lỗ thông hơi trực diện, và thứ ba là cái cách thiết kế theo hình tam giác ở phía sau. Nó ép cho toàn bộ cái sóng âm sẽ dội về phía trước là chính. Các bạn biết là trong cái quá trình cái màng loa nó hoạt động ấy, nó rung động ấy, thì nó sẽ tạo ra cái sóng âm cả phía trước màng loa chúng ta nghe được, và nó cũng tạo ra cái sóng âm ở phía sau màng loa. Và sóng âm ở phía sau màng loa thì có tác dụng cộng hưởng ở trong lòng thùng. Nhưng nếu như không tính toán kỹ thì các bạn sẽ thấy đó là cái hiện tượng gây nhiễu và làm cho âm thanh nó thiếu chính xác. Và việc làm thế nào đó để triệt tiêu được cái sóng âm ở phía sau của màng loa mà khắc phục được cái hiện tượng đó thì người ta sẽ có cái âm thanh rất là sạch, trong trẻo và tĩnh. Thì các bạn thấy ở những cái dòng loa của những thương hiệu lớn, người ta tính toán rất kỹ lưỡng từng cái chi tiết tỉ mỉ ở trong cái lòng thùng. Các bạn hướng sang bên này này, đây là một cái củ chép của nó này. Đây là dòng nó sử dụng nam châm ferrit các bạn nhé. Tất cả những dòng này đều sử dụng nam châm ferrit, là một cái chép kèn, cái chép kèn đấy, hình tròn các bạn nhìn thấy. Và các bạn nhìn thấy cái cách thiết kế của nó cũng khá là độc đáo. Đây này, Godfather Cambridge England này. Đấy, đây là củ bát này. Củ bát này là bát 40. Tình trạng keo này các bạn thấy khô giòn này. Đấy, đầu dây vào này, các bạn nhìn vào cái keo nhện nó đẹp đến mức độ như vậy. Chỉ cần nhìn qua keo nhện ta biết luôn cái tình trạng zin xịn sò của nó rồi. Và cái xương của nó là sơn tĩnh điện, rất là đẹp và rất là cao cấp. Hàng xịn mà tôi tuyển kỹ rồi, có lẽ chúng ta cũng không cần phải băn khoăn đâu. Các bạn chỉ việc mua về chơi thôi. Vấn đề là chúng ta thích và chúng ta mua chơi thôi. Các bạn thấy đây này, trên cái thân thùng này này, nó còn nguyên cả những cái nẹp cao su để chống sốc này. Đây này, những cái nẹp cao su này, đệm chống sốc này. Các bạn nhìn ra đây này, ở trên những cái dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp thì các bạn biết rồi, cái lỗ thông hơi này thì người ta thiết kế có thể là đi vào đây sau nó lại đi xuống,
hoặc là có thể là lỗ thông hơi trực diện, chỉ cần qua cái lớp gỗ này là đến trực tiếp luôn. Thì các bạn thấy đó là cái tính toán của từng cái phân khúc, nó liên quan đến cái kích thước, đến cái ma trận của lòng thùng. Ở phía trong này các bạn nhìn cái phân tần của nó ấy, thiết kế hai mặt và rất là hầm hố, các linh kiện đều sử dụng đều là những cái linh kiện chất lượng rất là tốt. Thì có nhiều bạn mới hỏi tôi là thế thì tại sao trong lòng thùng này này, tôi thường nhận được cái câu hỏi anh em cái trao đổi là ở trong lòng thùng này thì có những dòng loa người ta sử dụng cái hệ thống tiêu âm như là những cái chăn chiên ấy, người ta dán kín hết thùng luôn. Có những cái dòng loa thì người ta lại chỉ dán một bên thôi, có những dòng loa người ta lại chỉ dán ở nửa dưới thôi. Thì các bạn thấy đó là cái cách tính toán người ta đã thử nghiệm rất là nhiều trong cái phòng thí nghiệm, trong cái môi trường, và người ta đã đưa ra một cái phương án tiêu âm ở phía sau ấy, làm sao để nó hợp lý nhất. Thế các bạn thấy là chúng ta nhét càng nhiều bông vào thì tiếng bát càng yếu đi. Các bạn nhớ nhé, nhét càng nhiều bông vào thì tiếng bát càng yếu đi. Và nếu như trong thùng mà ít bông ở mức độ vừa phải thì các bạn sẽ thấy là cái tiếng bát nó sẽ trở nên mạnh. Thì nó ngược nhau, các bạn nhớ là cứ nhiều bông vào thì nó sẽ triệt tiêu toàn bộ cái sóng trầm, và các bạn sẽ thấy loa các bạn rất là yếu bát. Nhưng các bạn sẽ thấy là nếu chúng ta để một cái lượng bông tiêu âm vừa đủ và bố trí vào những cái vị trí nó hợp lý thì các bạn sẽ thấy tiếng bát nó mạnh mẽ, tròn, xuống sâu và rất là uy lực. Điều này thì các bạn đã biết rồi. Ở đây các bạn nhìn thấy phía sau của loa đây này. Đấy, toàn bộ cái hệ thống giắc cắm của nó. Đấy, đây là model 15X Pro. Và các bạn thấy đây là một trong những dòng loa mà có lẽ rất nhiều người cũng đã sở hữu, đang sở hữu rồi, đang chơi rồi. Chất lượng âm thanh của nó thì có lẽ cũng không phải bàn luận nữa. Và các bạn đang quan tâm đó chính là giá. Thì những cặp loa này có giá là 12 triệu đồng. Có thể nói rằng hiện nay những cái cặp loa Wattfather Bass 40 15X này này, nó có dòng 15 trơn các bạn nhé, và 15X nhé, nó khác nhau. Có những chỗ thì bán tận 23 triệu đồng, có chỗ thì bán 14, 15 triệu đồng, nó tùy theo cái tình trạng. Và những cặp loa này với tình trạng như các bạn nhìn thấy, bao zin tuyệt đối cho các bạn, giá 12 triệu đồng. Đó là những cặp Wattfather xịn sò Anh Quốc hàng chính hiệu, các bạn nhớ như vậy nhé. Và trong quá trình hát karaoke thì nhiều bạn hỏi tôi là có phải sử dụng loa siêu trầm không? Thì các bạn biết rồi, nó tùy vào túi tiền. Còn nếu như mà mình có điều kiện để mình sắm một chiếc loa siêu trầm ấy thì có lẽ cũng không phải trình bày nhiều, bởi vì loa siêu trầm nó sẽ đảm nhiệm toàn bộ cái phần sóng trầm, làm cho tiếng bass trở nên mềm trầm sâu hơn. Những cái dòng loa full ấy thì người ta phải tập trung, một là tái tạo cả cái giải cao, tái tạo cả tiếng bass, đặc biệt là tái tạo cái tiếng mid. Cho nên cái tiếng bass của nó dù hay thế nào hay, nó cũng không thể nào chuyên bằng chiếc loa siêu trầm được. Loa siêu trầm thì người ta đã sử dụng trầm điện ấy, người ta sử dụng cái mạch lọc, người ta lọc bỏ những cái tần số cao và tần số trung để nguyên cái tần số thấp đi qua thôi. Chính vì vậy mà các bạn sẽ thấy là cái tiếng bass của nó sẽ xuống rất là sâu, nó êm, nó mềm mại. Và những dòng loa full thì kể cả tiếng bass hay thế nào hay cũng không bao giờ có tiếng bass xuống sâu được như loa siêu trầm. Đương nhiên rồi, bởi vì mỗi người, mỗi một thiết bị nó sinh ra nó sẽ phụ trách những cái tính năng, những cái chức năng khác nhau. Cho nên mình nên ghép thêm một chiếc loa siêu trầm nữa, có thể là súp hơi, có thể là súp điện, có thể là bass 30, có thể là bass 40, có thể là úp gầm định hướng, vân vân, thì tùy theo sở thích của các bạn. Và các bạn thân mến, nếu như các bạn có nhu cầu mua sắm hay các bạn có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn thì các bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Bây giờ tôi sẽ dừng video clip này ở đây và các bạn nhớ đón xem những bản test của tôi đối với những cặp loa Wattfather 15X Bass 40 này, hàng xịn sò Anh Quốc.